Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một loại nước uống có thể pha tại nhà cực kỳ đơn giản nhưng có thể giúp cho các bạn bụt nhỏ eo thon chỉ trong vòng 7 ngày. Các bạn hãy đón xem video vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần và đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình nhé đây là loại thức uống mà các bạn sẽ uống vào mỗi buổi sáng sớm sau khi thức dậy khi bụng các bạn đang đói và chúng sẽ làm nên điều kỳ diệu trên cơ thể của các bạn chúng có khả năng làm giảm mỡ bụng giảm đầy hơi và thanh lọc cơ thể có lẽ nói đến đây các bạn không tin đúng không vậy thì bác sĩ quý cho các bạn một thử thách đó là đố các bạn uống lại hỗn hợp nước uống này trong vòng 7 ngày và sau đó hãy quay lại đây bình luận và tác dụng mạnh mẽ của chúng lên cơ thể các bạn nhé hỗn hợp nước uống này gồm 3 thành phần và thành phần thứ nhất đó chính là nước ấm chắc có lẽ có nhiều bạn đã biết rằng một trong những cách giảm cân tốt nhất của người phụ nữ nhật đó chính là uống nước ấm vào mỗi buổi sáng nước ấm có tác dụng làm tăng nhiệt độ cơ thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất Loại bỏ mỡ thừa và đốt cháy calo tối đa khi bụng trống rỗng. Nếu như được uống một cốc nước ấm, thì sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa khởi động một cách nhẹ nhàng, từ đó sẽ giúp loại bỏ các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu. Và thành phần thứ hai trong hỗn hợp nước uống đó chính là nước cốt chanh, trái chanh chứa rất nhiều loại enzym tốt và vitamin C giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch polyphenol trong nước chanh được nghiên cứu với khả năng ức chế sự tích tụ mỡ trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chất sơ betin cũng có khả năng chống lại cảm giác thèm ăn khi bụng đói. Chanh còn có tác dụng lợi tiểu và làm giảm các triệu chứng khó tiêu như trào ngược, ợ hơi và đầy bụng. Và thành phần cuối cùng trong hỗn hợp đó chính là giấm táo, cũng rất hữu ích trong việc làm giảm mỡ bụng và làm giảm các triệu chứng như khó tiêu, ợ hơi vì chúng có tác dụng làm trung hòa và làm giảm độ axit của dạ dày. Axit acetic trong giấm táo có chức năng làm giảm sự hấp thu tinh bột và làm cho dạ dày tiêu hóa chậm, khiến cho các bạn lâu đói hơn, làm giảm đường máu, cải thiện và tăng quá trình trao đổi chất. Giấm táo sẽ đốt cháy chất béo và ngăn chặn sự thèm ăn của các bạn. Các bạn cần pha hai cốc nước ấm với hai thìa nước cốt chanh. Nhớ là không được bỏ đường nha các bạn và một thìa nước giấm táo. Các bạn hãy trộn ba thành phần đó với nhau và uống vào một buổi sáng sau khi thức dậy khi bụng đói và các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Và các bạn nhớ nhé là bác sĩ Quý thử thách các bạn uống hỗn hợp này trong vòng 7 ngày. Hỗn hợp này không những giúp cho các bạn bụng nhỏ eo thon mà còn giúp cho làn da các bạn trắng sáng hơn và làm cho các bạn tràn đầy năng lượng hơn nữa và đừng quên chia sẻ công thức nước uống này cho gia đình và tất cả các bạn bè của các bạn nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và đừng quên đón xem các video tiếp theo vào lúc 20 giờ tối mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần và xin hãy nhấn vào nút đăng ký kênh youtube của mình để ủng hộ cho mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn